cạnh tranh trong lĩnh vực vận tải ngày càng trở nên gay gắt. Các doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả có thể bị đối thủ chiếm lĩnh thị trường, thậm chí dẫn tới phá sản. Vì vậy, yêu cầu sống còn đòi hỏi doanh nghiệp phải có công cụ đánh giá hiệu quả của từng đầu xe, tuyến xe hay mảng vận chuyển để biết được dịch vụ nào cần đầu tư thêm, dịch vụ nào cần cắt giảm. Song song với việc đánh giá hiệu quả, doanh nghiệp cũng cần kiểm soát chặt chẽ chi phí của từng đầu xe, tuyến xe để cắt giảm những chi phí không cần thiết nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đã có Misa Amis kế toán đồng hành cùng doanh nghiệp vận tải trên mọi nẻo đường phát triển. Misa Amis kế toán hỗ trợ công tác quản lý doanh thu chi phí. Amis kế toán cung cấp báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ chi tiết theo từng hợp đồng, đầu xe, chuyến xe, giúp lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả của từng dịch vụ để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp. Không chỉ vậy, với Amis kế toán, doanh nghiệp còn có thể quản lý chi phí phát sinh theo từng khoản mục như chi phí xăng dầu, chi phí cầu đường, chi phí bảo trì, bảo dưỡng hay sửa chữa phương tiện. Biết được chi phí nào chiếm tỷ trọng cao nhất, phân tích được biến động giữa các kỳ để đưa ra quyết định nhằm tối ưu chi phí, gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tại doanh nghiệp vận tải, thường xuyên có hoạt động bảo trì, nâng cấp, sửa chữa hay bị hỏng hóc phương tiện, làm thay đổi giá trị của phương tiện. Amis kế toán cho phép xác định lại giá trị của tài sản cố định một cách nhanh chóng và tự động hạch toán bút toán điều chỉnh, giúp kế toán tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác cao. Misa Amis kế toán hỗ trợ công tác quản lý công nợ nhân viên. Amis kế toán còn cung cấp sẵn các báo cáo bán hàng theo từng lái xe, phụ xe, giúp doanh nghiệp biết được từng lái xe, phụ xe có doanh thu trong kỳ là bao nhiêu để thuận tiện cho việc tính toán lương thưởng cho nhân viên. Đồng thời, có thể theo dõi chặt chẽ công nợ tạm ứng của từng lái xe, phụ xe theo từng hợp đồng. Cho phép thanh quyết toán theo từng lần tạm ứng, giúp doanh nghiệp thu hồi công nợ tạm ứng đúng hạn. Vậy còn chần chờ gì nữa? Quý vị hãy truy cập website amis.misa.vn để trải nghiệm sản phẩm Misa Amis kế toán ngay hôm nay.